Xin chào tất cả các anh em đang xem clip nhá. Thì hiện tại thì 4 chiếc xe đã được khắt chốt rồi. Và chuyển khoản này mình chuẩn bị ship. Thì bên mình vẫn đang chuẩn bị về rất là nhiều xe. Thì các bạn muốn tham khảo thì inbox cho mình tư vấn. Dòng này thì là 4 triệu một chiếc. Dòng này là dòng City Bike Vintage. Đồ rất là tốt. Mình mới dép lên được 5 chiếc thì xe đang về thêm này, phục vụ cho các bạn nào yêu thích những dòng xe cổ điển đấy, thì hoặc là các bạn có thể phối với đồ đồ Sida. Thì sắp tới thì mình sẽ về thêm một số dòng xe leo núi thì giá tầm 4 đến 5 triệu. Còn các bạn hỏi xe 2 triệu hay là 1 triệu ấy, thì mình không có, bởi vì những cái dòng xe đấy đồ của nó rất là tệ. Mình nhập về mình bán thì cái lúc bảo trì cho các bạn thì nó rất là khó. Cho nên là các bạn cứ góp thêm một xíu tài chính nữa thì các bạn lựa luôn cho mình một chiếc xe tốt để đẹp, thì các bạn đỡ phải đổi xe. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Đây mình quay chi tiết cho các bạn xem dòng xe California 200.